Đấy. Tám tám mấy à? 89 hay 88 à? Bữa nay Đúng rồi. 88. Mang thai cái đó là 88 à? Bữa nay mình quay cái này lên cho cả nhà mình xem, có nhiều bạn hỏi mình đó là cho chồn nó ăn cái loại cám gì, cám ra làm sao, rồi cái hiệu làm sao. Bữa nay mình quay cho rõ luôn cho cả nhà mình xem nè. Nè, cái loại là cám này nha, cám cho heo nái hậu bị nha. Đây, còn cái thành phần nó ở sao đó, mình quay rõ luôn cho cả nhà mình xem. Cám thì mình cho ăn thì nó rất là tốt, nó không cần phải bổ sung cái gì cho con tròn. Con tròn có nhiều bạn cho ăn nó không đúng cám rồi cái bắt đầu nó bị liệt chân đồ này kia, nó thiếu canxi. Còn trong cái cám này người ta có đầy đủ canxi, đồ đầy đủ kháng sinh đồ này kia nè. Đó, cái nhà mình xem cho kỹ đây. Heo nái mang thai hậu bị nè, thức ăn mà các bạn nhớ cái loại thức ăn viên bự này nè, nghe viên bự này nè mới được, cái loại viên viên bự này mới được. Còn cái loại mà viên nhỏ mà cám cho heo sữa là các bạn cho ăn không được nha, cho ăn cái loại cám đó là con tròn nó sẽ bị ỉa, bị tiêu chảy, nó bị ỉa chảy. Mình cho ăn là cái loại cám này nè, cái viên rất là to nè. Nghe thấy không? Cái loại cám này ba thành phần này nó có canxi đồ đầy đủ hết luôn, là mình không cần có bổ sung cái gì hết, chỉ cần cho ăn cái này với lại có cá, mình cho ăn cá thêm dặm vô, còn không thì chỉ cái này với ngày là trái chuối con là ok. Rồi xong rồi là mình cho nó ăn, mình cho cái ăn nó ăn rồi cái liều lượng sao rồi mình quay cho cả nhà mình xem tiếp. Đây mình hướng dẫn cho các bạn cho con tròn nó ăn là cái lượng thức ăn là bao nhiêu. Đây các bạn phải nhớ là cái loại cám bự vậy nè, thấy không? Loại cám phải to như vậy mới được, chứ cái loại cám mà không viên y như vậy là mà cái lo cái cọng nó nhỏ á, là cái đó ta kêu bằng cám sữa, cám heo con, là cám đó là các bạn cho ăn là con tròn nó sẽ đi phân nhão rồi mà nó có thể tiêu chảy luôn. Cái này á là con này con lớn là tầm 4-5 tháng đổ lên đó là các bạn cho ăn một chung này. Các bạn biết cái chung này là cái gì không? Cái nắp của cái chai nắp của cái chai nước sơn sạch đó các bạn biết không? Mình là lường là cho ăn bằng cái nắp này không? Cứ một con là một nắp vậy đó. Cái chai nước sơn sạch nha. Đó, mình là cho nó cái mỗi một con là mỗi buổi chiều là nhiêu đây. Với lại chỉ một trái chuối này thôi. Đó. Là mình cho nó ăn là như vậy. Đó. Một con là một lon này, một nắp duy nhất. Rồi sống mời á, các bạn mà dọn rửa chuồng á, các bạn rửa chuồng có thì các bạn cho nó ăn thêm trái chuối cũng được. Còn không mấy, nếu mình có làm cá, mình có làm cá thì mình cho nó ăn dặm vô con cá ban ngày. Mình ở đây thì thường sáng mai là mình cho nó ăn một con cá, còn nhiều khi chiều mình cũng cho ăn cá, nhưng mà bữa nay mình không có, mình kẹt công việc, mình không có làm cá cho nên mình cho nó ăn với chuối. Các bạn nhớ nha, cái nắp này là một nắp
của cái chai nước sơn sạch, chai nước sơn sạch đại đó nha cả nhà. Chai mình mua nước sơn sạch chai hai mấy ngàn là một nắp đó. Và đối với con tròn lớn này nha, là con tròn lớn có loại từ 4 tháng đổ lên nó, 4 tháng đổ lên đổ lớn tới tròn tròn đẻ, tròn tơ lứa gì luôn. Này là con 4 kg 5 kg, này là cũng tơ hậu bị mà biết nhảy hết rồi, nhảy được hết rồi. Đây. Còn con này là con cái, này là mình mới phối nó xong, chưa biết động hay không. Rồi sao mình thấy cái bụng nó cũng bự bự, bụng nó các bạn thấy không, bự, mình không biết đậu không, nhưng mà mới nay cũng tháng rồi bị nó cái tơ. Mình thối thường thì cả nhà biết cái con cái tơ đó, nếu mà so với đàn anh đàn chị mà người ta nói á, là cái con tơ nó mới lên giống ban đầu á, mình phối là nó không có đậu, nhưng mà mình á, mình vẫn phối. Để đặng cả nhà biết chi không, mình phải phối cái con cái tơ, cái nước đầu tiên là mình vẫn phải phối nó để cho nó quen. Nó đậu không đậu gì kệ nó, mình không quan, mình không quan quan tâm tới. Nhưng mà có cái là mình phải phối nó để cho nó quen, để một lát nó lên giống lần thứ hai là mình phối một phát một là nó rất là dễ đậu. Nhiều khi có con là nó mình phối tơ thì tơ, nhưng mà nó lên giống lần đầu tiên bỏ nó phối nó vẫn đậu bình thường. Con này các bạn thấy nó to bà cố luôn. Cái tơ nè là nó gần 5 kg. Một hôm nay tuần trước mình bắt nó ra là nó 4 kg 2. Đó, nó nằm các bạn thấy nè, cái chuồng. Đó, 1600 tấc. Đó, nó nằm động đầu này qua đầu kia luôn. Chứ không phải là ấy nè, các bạn thấy nó ăn không? Đó. Mình là mình cho ăn cái loại thức ăn này nha cả nhà. Có nhiều bạn là hỏi sao anh cho ăn thức ăn gì sao mình cũng nói hô cám, thức ăn heo, thức ăn công nghiệp cám heo. Nhưng mà có bạn, nhiều bạn là hỏi cám gì mình nói cám heo, loại heo lớn mà các bạn kêu quay cho các bạn thấy cái nhãn của cái hiệu cám đầu này kia đặng cho các bạn biết. Thì bây giờ bữa nay mình mới quay. Các bạn nhiều khi sợ trật cái loại cám hiệu gì sao thì mình không biết, nhưng mà đó quay đó các bạn thấy cho nó ăn là như vậy. Còn đối với cái con tròn mà mới, nếu các bạn có mua con tròn con mới về 2 tháng tuổi về là không cho ăn cám này được nha cả nhà. Có cho ăn nào phải từ 3 tháng đổ lên. Là nếu mới ban đầu bất cứ con tròn các bạn mua ở đâu về mình không cần biết nha. Đó là các bạn cho ăn là ban đầu á, là các bạn cho ăn là chỉ không được một nửa của cái lon này thôi nha. Cho ăn là ngày đầu tiên cho ăn nhiêu đây, cho ăn suốt 3-4 ngày vậy đó. Mình thử cho nó lần lần xong một đầu nó, khi mà nó quen rồi khoảng từng một tuần lễ mình mới cho ăn là cái số lượng nhiều được. Mà nhiều tối thiểu là chỉ một lon này duy nhất này thôi nha. Một lon mình bạn, các bạn cứ cho ăn mỗi một con chắc chịu là một trái chuối hoặc là một con cá. Xong rồi tối các bạn đổ một lon thức ăn này vô. Nữa là nó sáng đêm luôn, là mình bảo đảm với các bạn con tròn nó sẽ không bao giờ bị mập. Nó sẽ vừa mướt mượt đàng hoàng, nó các bạn thấy nè. Của mình nó mướt mượt không? Sạch sẽ mướt mượt luôn. Con này đực tơ nè, con đực này 5,5 kg nè. Còn con đực này là nó có nhảy được 3 lứa rồi. Con này là giờ đó là hồi bữa hôm tuần trước cân là nó 5,8 kg. Nó nhảy 3 lứa thì nó con vẫn còn đang lớn. Dài đòn, con này dài đòn kinh hồn luôn. Con này dài đòn dữ dội. Bạn thấy nó dài không? Dài ghê hồn. Còn cái này thì nó 4,2 kg. Cái bụng nó bự quá mà không biết mình, không biết nó đậu không. Thì nó đậu không đậu thì kệ nó đi, nó lên giống lần sau mình cho nó thấy tiếp. Đó là các bạn là nhớ
các bạn nhớ là nếu các bạn bắt con giống ở đâu mình không cần biết, người ta có cho ăn thức ăn rồi hay không đó là mình không biết nè. Các bạn thấy không, cho ăn thức ăn nè, thức ăn cái loại thức ăn to này là con tròn nó sẽ ỉa phân rất là chặt luôn, đầy đủ đàng hoàng, không bao giờ có thức ăn nó ỉa mà kiểu như phân nó nhão, nó lỏng đó. Mà trong cái lượng thức ăn này là nó đầy đủ hết trơn rồi, nó có chất canxi, chất nói chung là nó bổ sung đầy đủ hết, các bạn không cần phải lo về cái bệnh mà bị liệt chân sau rồi này kia hay gì, bảo đảm các bạn. Tại mình ở đây mình cũng nuôi, mình cũng nuôi là cái số lượng nó chưa có, nó còn ít chứ không có nhiều đâu, có mười mấy con thôi à. Nhưng mà cái kinh nghiệm, theo cái kinh nghiệm của mình rút ra mấy năm nay là mình cho nó ăn cái cám này là từ đó tới bây giờ là tại mình không có cái tình trạng mà con hay là con mẹ gì nó bị liệt hai chân sau. Đó, có nhiều đàn anh đàn chị là nói hô là cái chân sau của nó bị liệt là nó thiếu canxi gì đó, mình không có biết, mình không có rành, nhưng mà mình nó là tại mình là không có. Thì hôm nay mình trả lời cái câu hỏi cho tất cả các bạn về vấn đề mà mình cho ăn coi con tròn mình cho ăn là cái loại thức ăn gì, sao bao nhiêu á, thì bữa nay mình trả lời cho các bạn đó là thức ăn bao nhiêu đó là các bạn thấy rõ ràng hết đó, là mình phân tích kỹ cho các bạn là cho ăn bao nhiêu, hàm lượng bao nhiêu, sao á. Các bạn như vậy là chắc có thể là hài lòng của các bạn mà hỏi mình là cho ăn loại thức ăn gì ha. Rồi video của mình đến đây xin kết thúc nha. Các bạn và cả nhà mình thấy mình trả lời câu hỏi với lại thấy video của mình có ý nghĩa, các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì các bạn cứ bình luận vô cái thắc mắc, có thắc mắc cái vấn đề gì từ khâu nuôi chuồng hay là con giống sao đồ này kia, nuôi bao nhiêu tốt, sao là cho ăn hay là cái gì sao, thì các bạn cứ bình luận cho mình để mình sẽ trả lời câu hỏi các bạn, còn không thì các bạn cứ kết bạn Zalo với mình để mình hướng dẫn tỉ mỉ 100% cho các bạn nha. Thì video của mình đến đây kết thúc nha, các bạn nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ và ấn kênh đăng ký để ủng hộ mình nha, để mình có cái động lực để mình quay để cho anh em bà con mình tham khảo để nuôi nó thành công 100% trong cái đường mình chăn nuôi. Chúc cả nhà mình thành công trong cái đường chăn nuôi với mô hình chăn nuôi. Nếu các bạn có mô hình chăn nuôi tròn hay là chăn nuôi gì thì chúc các bạn thành công 100% nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nha.